Lời nói gói vàng. Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, qua giọng kể của diễn giả Phan Phúc Thắng. Kỹ thuật nhạc đệm do Phúc Chiến phụ trách. Kính mời quý vị nhấn nút đăng ký kênh để tiếp lửa cho ekip có động lực sáng tạo, sản xuất nhiều nội dung hay, đắt giá và nhân văn phục vụ quý vị. Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre, mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đang chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng cuốc kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải hòa với tiếng rền rĩ, rên khóc của run dế vườn hoa. Tuy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa. Những kẻ cày sâu cuốc bẫm suốt ngày mệt nhọc, khi ấy đều phải trả nở mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai. Trừ xóm Lý Trường, các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không. Nếu thỉnh thoảng không có tiếng chó sủa, bọn người đi thúc sưu và tiếng xay lúa giã gạo ở mấy nhà hàng xay hàng sáo. Chị Dậu về đến nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cái rổ mệt mê nón xuống sân, rồi vội vàng chị vào nhà. Thằng Dần vẫn ngồi cạnh em, hai mắt sưng húp, mặt mũi xám mét như đứa vừa bị ngã ao. Hãy còn kinh khiếp chưa hoàng hồn, nó không thể tỏ chút dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về, tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó. Trái lại, nó càng ra bộ tủi thân và òa lên khóc, như muốn nhắc mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy đến giờ. Nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng, nó đã kêu gào nhiều quá, cổ rát, hơi hết. Nó chỉ có thể đưa ra cái tiếng khô khan như người khóc thầm. Chị Dậu không kịp hỏi đến thằng bé ấy, hốt hoảng chị vớ lấy con bé con. Trời ơi, một sự ghê gớm kinh sợ, đôi mắt nó mọng và đỏ như quả nhót. Mồm mép, chân tay, lưng, bụng, cổ áo, tay áo của nó bê bết một lượt cứt với đái, đầm đìa hòa vào nhau. Nó khóc nhưng không ra tiếng, chỉ có cái miệng hông hốc há ra như miệng cá mè. Sẽ sàng chị Dậu nhắc nó ra cạnh vại nước tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn, rồi chị bồng nó lên lòng. Lần này không còn thời gian vắt bỏ sữa chua, chị vội vạch yếm lôi đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho bé này bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia. Thằng bé ấy lệch thạch ra đến giọt thềm, nó vẫn khóc nức nở, thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào ở dưới lỗ lên. Dắt nó một lần nữa, chị ra vại nước, một tay bế con bé con, một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn, rồi hai tay hai đứa chị ấm chúng nó vào trong cái phản cập kênh. Chiếc chiếu ở đây cũng chiều chị đã đem trải xuống đất để đặt cái tiểu và đã bị nó đá ỉa đập đìa. Thằng Dần phải đứng xuống phản để chị bồng con em nó vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường và trải ra đó. Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về, chưa được ăn uống miếng gì, chừng như cũng đói và mệt, uể oải, chị ngả lưng xuống chiếu, hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay. Cái tiểu đã hơi tỉnh, vừa bú nó vừa mân mê nghịch cái bầu vú của mẹ, lâu lâu nó lại thổn thức vài tiếng. Thằng Dần tan cơn nức nở, lại cứ ra rả kêu đói và kè nhè giục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị Dậu vẫn còn đĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ. Nhổm dậy, chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt. Nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn 3-4 mẫu con. Thằng Dần giơ tay, xua lấy xua để. Con không ăn, đĩa khoai ấy là của thầy con đấy. Lúc nãy chị Tí đã bảo là đứa nào ăn vèn của thầy, chị ấy không chơi với. Con chả ăn đâu, chị ấy mắng con đấy. Thế là nó lại nhớ đến cái Tí, sừng sốt nó hỏi. Bây giờ chị Tí đâu rồi? Sao không đem chị ấy về đây với con? Nước mắt chị Dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra chữa chan. Đặt mấy củ khoai xuống phạt, chị ôm đầu nó vào nách. Xoa xoa, suýt suýt, chị lại ngọt ngào dỗ dành. Chị Tí, ở nhà cụ Nghị, U đã bán cho cụ Nghị ấy rồi, đem về thế nào được nữa? Thằng Dần chu chéo. Con không, nào, lúc
chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi thì đem chị ấy về đây với con kia mà. Sao U lại để chị ấy ngủ ở bên đấy? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về, thì U làm thế nào được? Thôi, con ăn mấy củ khoai cho đỡ đói, rồi con nằm ngủ đi. Mai kia U đưa sang chơi với chị. Con không có mai kia. Nào, nào, U phải đem ngay chị ấy về đây bây giờ. Để chị ấy ngủ với con. Chị dậu chuột chùi sẽ gạt nước mắt. Đêm nay, con hãy ngủ tạm với U. Con ngủ với U. U yêu nhỉ? Con không ngủ với U nào. Con thèm chơi với chị. Con không thèm chơi với U nữa. U bán chị tí đi rồi. Chút nữa thầy về con mách thầy cho. Rồi nó gào thóc ầm ĩ. Nhất định mẹ phải bắt đem cái tí về ngay. Chị dậu hết ngọt lại sẵn, hết sẵn lại ngọt. Nào dũng, nào dứ, nào dọa, nào mắng, nào giờ hết cách, nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc, nó càng khóc dữ, lăn đùng ra phản. Nó đập hai chân xuống phản đành đạch và cứ làm nhảm gọi mãi. Chị về với em. Chán chê ê ẩm, hình như nó đã mệt lử. Tiếng khóc dần dần sẽ nhỏ. Một lát sau, nó chỉ ủn ỉn không khóc. Một lát nữa thì nó thôi không ủn ỉn. Hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở nó đưa ra phì phò, nó ngủ. Cái tiểu cũng nghỉ mút sữa, đầu vú ở miệng con bé từ từ buột ra, rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị dậu rón rén ngả lưng xuống chiếu, trực lừa cái tiểu, mũi bay bên tai vo vo và đốt vào chân nhoi nhói. Chị chỉ xe xẽ giơ tay, phe phẩy không dám cựa mạnh, sợ hai đứa con thức giấc. Cái tiểu ngủ im, thằng Dần bỗng cười khanh khách và nói léo xéo. À, chị Tí đã về. Chị vào ăn cơm, cơm sớm rồi đấy. Rồi nó im, rồi nó thổn thức, rồi nó lại nói. Bây giờ nhá, chị phải về nhà với em. Đừng sang nhà cụ Nghị nữa nhá. Em nhớ chị quá. Thình lình nó ngồi phắt dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ nói với chị dậu. Chị Tí đâu rồi? Chị Tí em đi đâu rồi Hữu? Chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì. Ngó vào tận mặt chị dậu, nó khóc hu hu. U vẫn chưa đem chị Tí về đây cho con kia. Con bắt đền đấy. Con bắt đền luôn đấy. Sao U lại bán chị ấy của con? U đi dạy đi. Đi dạy ra gọi chị Tí về đi. Sao U cứ nằm mãi? Con không thu U nằm nữa đâu. Chị dậu rón rén nhấc cánh tay ra, đặt đầu cách tiểu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng Dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ủn ỉn bắt mẹ đi gọi cái Tí. Con hãy nín đi, cho em nó ngủ, để U ấm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm. Xách nó lên vai, chị dậu với mẫy mẫu khoai trong đĩa, rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm sáng như ban ngày. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Kính mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi những tình tiết gay cấn, hấp dẫn ở chương tiếp theo của tiểu thuyết Tắt Đèn.